Sau một năm vỡ nợ, Quách Ngọc Ngoan sống ra sao mà thừa nhận cuộc đời thất bại, đánh mất tự do? Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ khủng. Tài tử màn bạc lao đao vì nợ nần. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng diễn xuất thực lực, Quách Ngọc Ngoan từng được nhiều đạo diễn chọn mặt gửi vàng cho vai chính trong các bộ phim. Một thời, anh được mệnh danh là nam thần điện ảnh, bỏ túi hàng loạt tác phẩm ăn khách như Người Bất Tử, Long Thành Cầm Giả Ca, Khát Vọng Thăng Long, Cuộc Chiến Hoa Hồng, Kính Thưa U Sinh, Hiệp Sĩ Mù. Quách Ngọc Ngoan cũng từng chiến thắng ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 nhờ vai diễn trong phim Long Thành Cầm Giả Ca. Năm 2014, anh nhận giải Mai Vàng cho vai diễn trong phim Hiệp Sĩ Mù ngoài đóng phim. Quách Ngọc Ngoan còn có khả năng ca hát. Năm 2020, anh tham gia cuộc thi tình Bolero và xuất sắc giành được giải quán quân. Tuy nhiên, sau khi chia tay bạn gái Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan hạn chế đóng phim, tham gia game show để tập trung làm trang trại. Đến tháng 4 năm 2023, nam diễn viên bất ngờ tuyên bố vỡ nợ, khiến dư luận xôn xao. Khi đó, Quách Ngọc Ngoan cho hay bản thân phải gồng gánh một số nợ khủng vì kinh doanh thua lỗ sau đại dịch. Anh mong các chủ nợ cho thêm thời gian để có thể làm việc và trả dần. Sau thông báo này, Quách Ngọc Ngoan biến mất trên mạng xã hội, im ắng trước truyền thông. Sau này, tiết lộ lý do ngôi sao Người Bất Tử vỡ nợ, doanh nhân Phượng Chanel cho biết bạn trai cũ gặp khó khăn về tài chính do đầu tư làm ăn không tính toán kỹ. Anh ấy làm trang trại nuôi chồn hương cùng gia đình ở Cà Mau mà vướng dịch Covid-19, bị động vốn hơn 20 tỷ đồng. Phượng Chanel tiết lộ, cuộc sống ra sao sau một năm tuyên bố vỡ nợ. Gần đây, khi tham gia series phim trực tuyến Hùng Long Phong Bá, Quách Ngọc Ngoan mới lộ diện trước công chúng sau một năm vỡ nợ. Nam diễn viên cho hay, đến giờ anh vẫn rất vất vả vì chưa xử lý được món nợ khủng. Để trang trải cuộc sống, Quách Ngọc Ngoan vẫn chăm chỉ lao động. Anh không ngại làm việc vặt, công việc chân tay. Ngôi sao Người Bất Tử mong các chủ nợ thông cảm, cho anh cơ hội làm việc, kiếm tiền trả nợ, đồng thời hứa sẽ hoàn trả đầy đủ. Nhìn lại bản thân, từ nam thần danh tiếng trở thành kẻ nợ nần, Quách Ngọc Ngoan thừa nhận mình là một người đàn ông thất bại. Anh không làm tròn trách nhiệm của một người cha với các con, cũng khiến cha mẹ buồn lòng và lo lắng. Cuộc sống của tôi không còn như trước, đánh mất sự tự đu tung tăng hay tụ tập với vài người bạn nói chuyện nghề. Chuyện đời, nam diễn viên buồn bã chia sẻ với VN Express. Về chuyện tình cảm, Quách Ngọc Ngoan tâm sự hiện anh không dám yêu ai vì sợ hoàn cảnh của mình sẽ làm đối phương khổ. Hơn một năm qua, để vượt qua áp lực, mệt mỏi, Quách Ngọc Ngoan đầu tư vào sức khỏe, đến phòng gym. Ngoài ra, các con và cha mẹ già cũng là động lực giúp anh cố gắng. Vì không được gặp con nhiều, nên nam diễn viên trân trọng từng phút được chuyện trò với con. Khi vui, tôi có thể cười rạng rỡ với con. Còn lúc buồn, tôi không cần cho các con biết. Tôi không muốn chuyện của mình ảnh hưởng con, chỉ muốn lũ trẻ được vui vẻ, anh tâm sự. Quách Ngọc Ngoan bảo sẽ cố gắng bù đắp những thiếu sót của mình cho các con sau này, để các con không hổ thẹn vì bố. Tuy đã lâu không đi diễn hay ca hát, nhưng đam mê nghệ thuật vẫn luôn hừng hực trong Quách Ngọc Ngoan. Nhìn đồng nghiệp có dự án, nam diễn viên không khỏi chạnh lòng. Anh mong các nhà sản xuất, tổ chức sẽ cho mình vai diễn sâu.